لابد أن نجتمع كما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم، لا نفترق، لابد الأمة الإسلامية تجتمع، لابد المسلمين يجتمعوا. نعم، bắt buộc đối với một cá nhân, một tín đồ của Muslim, của tôn giáo Islam phải luôn đoàn kết, luôn tương trợ lẫn nhau, giống với những gì mà Thì Sư Muhammad sallallahu alaihi wasallam cùng với các vị Sahaba của người đã hướng cộng đồng của chúng ta tới. كمان اجتمع الآن في اليوم خمس مرات. Giống như chúng ta đoàn kết trong thời đại hiện nay đó chính là 5 lần một ngày, đó chính là những cuộc hành lễ. نجتمع في كل جمعة. Và những cuộc hành lễ, những sự đoàn kết vào trong ngày Jumu'ah, ngày thứ sáu. نجتمع في عيد الفطر في عيد الأضحى. Và những việc tập trung cộng đồng vào những cái ngày lễ Eid al-Adha và Eid al-Fitr. نجتمع على عبادة رب واحد سبحانه وتعالى. Và chúng ta đoàn kết, chúng ta một lòng trong việc tôn thờ duy nhất một thượng đế Allah subhanahu wa ta'ala. دين واحد. Và trong một tôn giáo duy nhất. شريعة واحد. Và một đường lối đúng đắn duy nhất. نبي واحد عليه الصلاة والسلام. Và một Nabi duy nhất. قبلة واحدة. Và một hướng قبلة duy nhất. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام. Và chúng ta cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala luôn giữ cho những người bề tôi của Ngài, những cộng đồng Muslim luôn đoàn kết và tương trợ lẫn nhau.